Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động tử vi từ sau Tết Thanh Minh, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, được bề trên ban phúc, hết khổ thoát nạn, đón thời giàu sang, phú quý thịnh vượng, đổi đời cực giàu. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, trên đời này thì chẳng có ai là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người ắt tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc hành trình của cuộc sống. Ta luôn có hai sự lựa chọn chính, một là để đời xô đi đâu thì ta men theo đấy, để mệnh đẩy đến chốn nào thì ta đứng ở chốn đấy, đây là thụ động. Còn lựa chọn hai dĩ nhiên là lựa chọn chủ động, bàn tay ta làm nên tất cả, có chí nhất định vạn sự tất thành công để làm được lựa chọn thứ hai. Nhâm Dần cần phải hiểu bản thân Nhâm Dần, con người Nhâm Dần, sự thông tuệ của Nhâm Dần trong kiếp nhân sinh, lâu dài sẽ là tựu thành lớn nhất mà Nhâm Dần đạt được trong đời này. Minh Đường Tử Vi biết thời gian qua, vận hạn cuốn thân cô bác chẳng dứt, nó khiến mỗi đêm về Nhâm Dần được thao thức mà nghĩ suy. Nghĩ suy về cuộc sống, nghĩ suy về bản thân, đôi khi là sự tủi hổ vô cùng khi thấy những gia đình khác ấm êm, đủ đầy. Hiểu được điều đó, các bậc thầy tử vi đã luận giải về vận trình cho 12 con giáp từ sau Thanh Minh. Và thật bất ngờ khi trong số 12 con giáp có tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 bất ngờ được thần tài tới tận cửa ban lộc, làm gì cũng phất mạnh, may mắn liên tiếp. Làm đâu chúng đấy đúng từ sau Thanh Minh, tiền bạc chất cao như núi, sống cả đời giàu sang phú quý, nhờ biết được bí mật này. Đặc biệt trong video này, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ chi tiết về tính cách, vận trình công danh, tài lộc, đường làm ăn kinh doanh để quý vị có thể tận dụng được hết thảy những vận may của mình. Hãy theo dõi hết video ngày hôm nay, chắc chắn bạn chính là con giáp trời ban số mệnh giàu có cả đời, từ đây quý nhân trợ vận, thần tài ở bên ban lộc. Và để nắm mắt kỹ hơn về vận trình cực may, cực đỏ này, mời quý vị cùng theo dõi kỹ video ngay dưới đây. Và nếu quý cô bác thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0, để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Nhâm Dần. Cô bác hãy cùng lắng nghe vận trình của đời mình trong năm 2024 để tham khảo, chuẩn bị cho mình một tâm thế cho năm Giáp Thìn. Quý vị thân mến, theo quy luật âm dương, chúng ta sử dụng thiên can địa chi để giải thích tuổi của các năm sinh. Người có năm sinh 1962 thuộc can Nhâm, chi Dần, tuổi của họ sẽ là Nhâm Dần. Ngoài ra, tính từ ngày mùng 05 tháng 2 năm 1962 đến ngày 21 tháng 1 năm 1963 sẽ là năm sinh dương lịch của tuổi Nhâm Dần 1962. Người sinh năm 1962 cầm tinh con hổ, được đứng thứ 3 trong 12 con giáp. Hổ được biết đến là chúa tể của muôn loài, đại diện cho sự quyền uy, sự dũng cảm và lòng gan dạ. Tính cách của những con người này mang đặc điểm vô cùng nổi trội và khiến nhiều người phải nể phục và tin cậy, nhìn thấu được nội tâm của những người xung quanh, họ không mang thù oán, biết cách đối nhân xử thế với những người tốt hoặc không tốt với mình. Theo phong thủy ngũ hành, người sinh năm 1962 thuộc mệnh kim bạch kim, vàng pha bạc. Kim bạch kim được xem là biểu trưng cho các dạng kim loại trong biển cả hoặc mỏ khoáng sản. Những người này rất can đảm và kiên trì trong mọi việc, bản mệnh cũng là người cô độc, ít hòa hợp với người thân trong gia đình, họ là người sống thiên về lý trí hơn tình cảm. Có thể nói, khi còn nhỏ những người tuổi Nhâm Dần thường khá bướng bỉnh, nhưng khi lớn lên họ trở nên quyết đoán,
cương nghị và mạnh mẽ hơn. Họ cũng là những người trọng lý lẽ, nghĩa khí và rất công tâm trong quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc, kim tương hợp với mệnh thủy, mệnh thổ và tương khắc với mệnh hỏa, mệnh mộc. Khi tìm hiểu 1962 mệnh gì, nhiều người sẽ thắc mắc đến vấn đề tuổi Nhâm Dần 1962 thuộc cung gì. Việc xác định cung mệnh sẽ phụ thuộc vào ngày sinh của mỗi người. Theo đó, nữ Nhâm Dần 1962 sẽ thuộc cung mệnh Tốn, Mộc, thuộc Đông Tứ mệnh, còn nam Nhâm Dần 1962 sẽ thuộc cung mệnh Khôn, Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh. Những người Nhâm Dần 1962 nên sử dụng các gam màu hợp mệnh thuộc kim như trắng, xám, bạc sẽ kích được tài lộc và may mắn trong công việc và cuộc sống. Thế nhưng, cũng có thể chọn thêm những màu sắc tương sinh như màu vàng, nâu đất, màu của hành thổ sẽ kích thích sự phát tài, phát lộc. Trong phong thủy, màu sắc có ảnh hưởng đến tài vận của mỗi người bởi nó là yếu tố cân bằng của âm dương ngũ hành. Do đó, người tuổi Nhâm Dần 1962 nên biết được những màu phong thủy của bản thân để cải thiện nguồn tài lộc của mình. Sự khắc chế nhau giữa ngũ hành, những người này nên hạn chế sử dụng những màu sắc thuộc hành hỏa, nên hãy hạn chế những màu sắc như đỏ, hồng, tím thuộc hỏa, sẽ áp chế năng lượng của người mệnh kim. Sự khắc chế quá nhiều, những người thuộc Nhâm Dần sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, công việc và cuộc sống không được suôn sẻ, nên hãy chú ý những gam màu này nhé. Con số may mắn phù hợp với người tuổi Nhâm Dần 1962, số 2, 5 và 8 chính là những con số phù hợp với người sinh năm 1962. Bên cạnh đó, tuổi này không nên chọn các con số 3, 4 và 9. Theo phong thủy, một số trường phái đã chỉ ra rằng chọn tuổi phù hợp sẽ giúp tăng cường vận khí, hỗ trợ thăng tiến, gặt hái thành công trong sự nghiệp và giúp giữ vững hôn nhân. Với người tuổi Nhâm Dần 1962, nếu muốn chọn người hợp để làm ăn, kinh doanh và hợp tác công việc, bạn có thể chọn người tuổi Ngọ, Mùi, Sửu, cụ thể như Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Đinh Sửu, Tân Mùi, Quý Hợi, Bính Ngọ, Ất Mùi, Đinh Hợi và Bính Tuất, bởi theo phong thủy, đây là những người hợp tuổi để làm ăn với Nhâm Dần, mang lại cơ hội kinh doanh và thành công trong công việc. Đa phần người tuổi Nhâm Dần đều có tính cách mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm, nhưng nữ tuổi Dần sinh năm 1962 lại là người khéo léo trong việc cư xử hàng ngày, giỏi giang và đảm đang trọng trách mọi việc. Họ cũng là người sống nội tâm, nhưng kiên cường, không dễ bị khuất phục và rất giỏi trong việc thuyết phục người khác. Tuy nhiên, cũng vì tính cách mạnh mẽ nên nữ tuổi Dần 1962 lại khó khăn trong việc tìm được ý chung nhân của đời mình. Bên cạnh đó, mạnh mẽ và tháo vát cũng khiến nữ tuổi này nhận về nhiều việc nặng nhọc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tử vi từ sau thanh minh tuổi Nhâm Dần cho thấy, sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho bản mệnh trong tháng. Có nhiều sao tốt chiếu mệnh này, vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều bởi quan hệ lục hợp thái tuế. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên thời gian này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh. Chỉ có cát vận mà thôi, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ. Lúc này, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Bên cạnh đó, thời gian này nguyệt lệnh lâm đất tử dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến. Có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên, bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Cát tinh soi chiếu giúp chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Vậy làm sao để điềm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. 1. Cầu bình an, tích đức. Ghé thăm những ngôi chùa linh thiêng, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và gia đình, tham gia các hoạt động thiện nguyện để gieo duyên lành, vun đắp phúc đức. 2. Nâng cao tinh thần, giữ tâm trí thanh tịnh, sống lạc quan, vui vẻ, tránh sân si, ganh ghét, luôn giữ thái độ tích cực, tin tưởng vào bản thân để vượt qua mọi khó khăn. 3. Tận dụng thời cơ, tham khảo ngày giờ đẹp trong Minh Đường Tử Vi khi làm việc quan trọng như ký hợp đồng, mở cửa hàng, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ để tạo năng lượng tích cực, thu hút tài lộc. 4. Phong thủy hỗ trợ, sử dụng các vật phẩm phong thủy như tỳ hưu,
Thiềm thử, đá phong thủy phù hợp với mệnh để gia tăng vận may, mặc trang phục hợp mệnh để thu hút năng lượng tốt. 5. Nỗ lực không ngừng. May mắn chỉ đến khi bạn biết nỗ lực, hãy chăm chỉ làm việc, trau dồi kiến thức và kỹ năng, tránh xa những người có năng lượng tiêu cực, những nơi u ám để bảo vệ vận khí của bản thân. Bên cạnh những bí quyết trên, quý vị tuổi Nhâm Dần cần lưu ý một số điều sau: tránh xa những việc xui xẻo, không nên tham gia vào các hoạt động cờ bạc, đỏ đen, cẩn thận trong việc giao tiếp, ứng xử để tránh những mâu thuẫn không đáng có, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ sau thanh minh của Nhâm Dần cho thấy, nhờ được cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ nếu biết tận dụng những lợi thế đang có. Xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu, về dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Dần trong khoảng thời gian này. Điểm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn đụng đâu hỏng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích. Rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui. Cũng bởi nguyệt lệnh tuyệt ở Dần khiến cát khí của tam hợp bị suy yếu. Càng về cuối tháng, công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi người tuổi này cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, đừng quá đặt nặng may rủi. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Thời gian này còn có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngược xuôi nhiều hơn, đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó được phút giây nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn, trái lại, vội vàng hấp tấp, chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Về phương diện tài lộc, căn cứ tử vi từ sau thanh minh tuổi Nhâm Dần, tài lộc của bản mệnh có những điểm sáng đáng kể trong thời điểm này, nguồn tiền đổ về túi ào ào, khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó nữa. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng, thưởng nóng, thậm chí một vài người chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên, bạn không chỉ cải thiện cuộc sống trong một tháng, mà còn là trong khoảng thời gian từ nay về sau. Người làm ăn kinh doanh biết chớp lấy cơ hội, làm ăn phù hợp với khả năng của mình, nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập, có thể thấy rằng dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Thời gian này còn là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình, hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh vẫn luôn tiềm ẩn, bạn cần tránh lo việc bao đồng, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt lúc nào không biết trong quá trình làm ăn. Hãy cẩn thận trước những chiêu trò không trong sạch, trước khi ký kết hợp tác với ai thì cần kiểm chứng thông tin, tìm hiểu về đối phương cẩn thận. Về phương diện tình duyên gia đạo. Ở phương diện tình cảm, từ sau thanh minh này là lúc bản mệnh cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Với các cặp đôi, bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình, ngay cả những mâu thuẫn, cãi vã trước đó cũng được giải quyết nhanh chóng. Trong các quyết định quan trọng, cả hai luôn có sự đồng thuận và ủng hộ từ đối phương. Gia đạo êm ấm, gia đình chính là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần cho bản mệnh trong mọi hành trình. Đôi khi giữa các thành viên còn một vài khúc mắc do quan điểm trái ngược hoặc khoảng cách thế hệ gây ra. Những lúc như vậy, cần ngồi lại nói chuyện thì vấn đề mới được tháo gỡ. Vận đào hoa của người độc thân cũng tăng mạnh, rất có lợi trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương và thật sự nhiều người được xe duyên ngay trong thời gian này. Về phương diện sức khỏe, bước sang từ sau thanh minh, tình hình sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Tuy nhiên,
có nhiều khi vì công việc bận rộn mà bản mệnh ít vận động, dần khiến cơ thể trở nên ì ạch và có thể kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vấn đề luyện tập thể thao hàng ngày vô cùng cần thiết, bạn chớ nên coi nhẹ, dù thế nào đi nữa. Bạn cũng đừng ngồi một chỗ quá lâu, thi thoảng đứng dậy vận động nhẹ nhàng cũng là cách có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, sao dịch mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Quý vị thân mến, khao khát sống lâu, sống khỏe là điều mà ai cũng mong muốn, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để đạt được điều này. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn sống lâu hơn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. 1. Chế độ ăn uống lành mạnh. Ăn nhiều trái cây, rau củ quả cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu cho cơ thể, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, uống đủ nước giúp cơ thể hoạt động hiệu quả và thanh lọc độc tố, hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng tuổi thọ. 2. Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe, tim mạch, cơ bắp và hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, ung thư, nâng cao tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ. 3. Ngủ đủ giấc, giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng, tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì. 4. Giảm căng thẳng. Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa, tập yoga, thiền, hít thở sâu để giảm căng thẳng, dành thời gian cho các hoạt động giải trí, thư giãn. 5. Khám sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện sớm các bệnh tật để điều trị kịp thời, tư vấn với bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp. 6. Duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giao tiếp và kết nối với gia đình, bạn bè, giúp giảm stress và tăng cường sức khỏe tinh thần, tham gia các hoạt động xã hội giúp bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. 7. Luôn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại bệnh tật, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống và trân trọng những gì bạn đang có. Sống lâu không chỉ đơn thuần là kéo dài tuổi thọ, mà còn là sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trọn vẹn. Hãy áp dụng những bí quyết trên để nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng đến một tương lai tươi sáng quý vị nhé! Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng, các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng. Trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần, việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé! Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới xanh đặt tên nó là Đầu, Dài, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày,
ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày: đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày: sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm xanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Quý vị thân mến, từ thuở hồng hoang, lòng tham đã luôn ẩn náu trong tâm hồn con người, len lỏi vào từng suy nghĩ và hành động. Giống như một ngọn lửa âm ỉ, nó thiêu đốt lý trí, khiến ta chìm đắm trong những ham muốn vật chất vô bờ bến. Câu chuyện Phật giáo về lòng tham mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây sẽ là lời thức tỉnh thiết tha cho mỗi chúng ta, giúp ta nhận thức rõ ràng về bản thân và hướng đến một cuộc sống thanh thản, an nhiên. Một vị sư xuống núi, nhìn thấy tượng Thích Ca Mâu Ni dùng đồng thau đúc thành, hình thế sống động, thần thái an yên, nhà sư rất vui vẻ và bày tỏ ý muốn mua. Tuy nhiên,
chủ cửa hàng đưa ra giá 5 triệu đồng, không bớt một xu. Hơn nữa, thấy rõ nhà sư rất yêu thích bức tượng, liền giữ nguyên giá cũ không giảm. Nhà sư trở về chùa và kể câu chuyện cho chúng tăng nghe. Chúng tăng rất lo lắng, hỏi nhà sư có thể mua bức tượng với giá bao nhiêu. Nhà sư nói 500.000 đồng là đủ rồi. Chúng tăng ngạc nhiên, làm sao có thể? Nhà sư liền cười, đạo lý vẫn còn, đương nhiên có cách. Chúng sinh lòng tham không đáy, lợi bất cập hại, Phật Pháp từ bi sẽ phổ độ chúng sinh, đương nhiên chỉ cần trả ông ta 500.000 đồng. Làm thế nào để phổ độ cho ông ta? Chúng tăng không ngừng hỏi, khiến cho ông ta sám hối. Nhà sư đáp, chúng tăng càng không hiểu, nhà sư liền nói, chỉ cần làm theo sự phân phó của ta là được. Đệ tử thứ nhất xuống hỏi mua bức tượng với giá 4.500.000 đồng, không thành công và về núi. Ngày thứ hai, đệ tử thứ hai xuống núi bàn giá với ông chủ định giá 4 triệu đồng không hơn, cũng không thành công và về núi. Cứ như vậy, liên tục đến khi đệ tử cuối cùng xuống núi vào ngày thứ 9, giá đưa ra chỉ còn 200.000 đồng. Thấy mỗi ngày có một người xuống, giá của người sau luôn thấp hơn giá của người trước, ông chủ rất sốt ruột. Mỗi ngày ông ta đều hối hận không bán cho người trước đó với giá họ đưa ra, ông ta tự trách bản thân quá tham lam. Đến ngày thứ 10, ông ta tự nói với bản thân, nếu hôm nay có người đến, dù giá bao nhiêu ông ta cũng sẽ bán. Ngày thứ 10 nhà sư tự mình xuống núi, bày tỏ muốn mua bức tượng với giá 500.000 đồng, ông chủ rất vui vẻ bán ngay, còn tặng cho nhà sư một bệ thờ. Nhà sư mua được bức tượng cảm ơn và từ chối nhận bệ thờ, mỉm cười nói, dục vọng vô biên, vạn sư đức độ, mọi thứ có mức độ, thiện tai, thiện tai. Câu chuyện Phật giáo cảnh tỉnh lòng tham hẳn sẽ mang tới cho mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Chỉ cần nhớ rằng những giá trị vật chất trong cuộc sống là tương đối, tham lam vô độ sẽ khiến mình thiệt thòi, dục vọng của con người là vô biên, nhưng vạn sự đều có giới hạn cuối cùng. Quý vị thân mến, trên đây là những thông tin thú vị về tử vi từ sau thanh minh cho con giáp tuổi Nhâm Dần. Thời gian này Nhâm Dần có thể trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, nhưng cũng mang đến cơ hội và thách thức mới. Tình cảm có thể gặp phải một số thử thách, nhưng bằng cách thể hiện sự kiên nhẫn và sự tử tế, bạn có thể giải quyết mọi rắc rối một cách suôn sẻ. Trong sự nghiệp và công việc, thời gian này đánh dấu một thời điểm tốt để đặt ra mục tiêu mới và thực hiện kế hoạch. Nhâm Dần nên tận dụng các cơ hội mới mẻ và không ngần ngại thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo. Đừng quên duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì trong công việc để đạt được thành công. Về sức khỏe, Nhâm Dần cần chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Bảo vệ sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Hãy dành thời gian cho bản thân và thực hiện các hoạt động giảm stress như yoga, thiền định. Cuối cùng, nhớ rằng, dù có gặp phải thách thức nào, luôn tự tin và lạc quan. Sự tích cực và nghị lực của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu trong thời gian này. Chúc các bạn tuổi Nhâm Dần có vận trình từ sau thanh minh thật thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh. Xin cảm ơn.